Thầy xin chào các bạn đến với chương trình dạy học qua Internet. Thầy là thầy Kha. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu bài học luyện từ và câu, mở rộng vốn từ, trung thực, tự trọng. Để bước vào bài học, các bạn cần lưu ý chuẩn bị sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 4, vở ghi bài, dụng cụ học tập. Bên cạnh đó, các bạn cần chú ý ngồi học ngay ngắn, ở nơi đầy đủ ánh sáng, không ngồi quá gần màn hình TV, máy tính, điện thoại, tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Sau bài học hôm nay, các bạn sẽ có những kiến thức luyện từ và câu để tìm được từ cùng nghĩa, từ trái nghĩa với từ trung thực và nắm được nghĩa của từ tự trọng. Biết thêm một số từ ngữ, gồm cả thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt thông dụng và nghĩa của từ về chủ điểm trung thực, tự trọng. Bước đầu, biết xếp các từ Hán Việt có tiếng Trung theo hai nhóm nghĩa. Đặt câu với những từ ngữ thuộc chủ điểm trung thực, tự trọng. Bây giờ, chúng ta bắt đầu tiết học với bài tập 1 nhé! Thầy mời các bạn cùng đọc đề bài tập 1 với thầy. Bài tập 1. Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với từ trung thực. Để làm được bài này, trước hết chúng ta cần hiểu từ cùng nghĩa, từ trái nghĩa là gì? Và từ trung thực có ý nghĩa là gì? Thầy ôn lại cho các bạn. Từ cùng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Ví dụ, siêng năng, cùng nghĩa với chăm chỉ. Còn từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau, ví dụ, hiền lành, trái nghĩa với độc ác. Và từ trung thực là sự ngay thẳng, thật thà, không dối trá. Các bạn đã hiểu được nghĩa của từ trung thực. Thầy có ví dụ mẫu cho các bạn từ cùng nghĩa với trung thực là thật thà, từ trái nghĩa với trung thực là gian dối. Bây giờ các bạn hãy tìm và ghi vào vở hai từ cùng nghĩa và hai từ trái nghĩa với trung thực nhé. Các bạn đã tìm được rồi phải không nào? Bây giờ các bạn cùng quan sát màn hình để xem các từ vừa tìm được có giống với thầy không nào? Từ cùng nghĩa với từ trung thực. Thầy có các từ thẳng thắn, thẳng tính, ngay thẳng, ngay thật, chân thật, thật thà, thành thật, thật lòng, thật tình, thật tâm, bộc trực, chính trực. Còn từ trái nghĩa với trung thực, thầy có các từ dối trá, gian dối, gian lận, gian manh, gian ngoan, gian xảo, gian trá, lừa dối, lừa đảo, lừa lọc. Sau khi chúng ta đã tìm được các từ cùng nghĩa và từ trái nghĩa, để các bạn sử dụng các từ này phù hợp hơn trong cuộc sống, hãy mời các bạn cùng bước sang bài tập 2. Cùng với thầy đọc đề bài tập 2 nào. Đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực. Thầy cho các bạn hai ví dụ về cách đặt câu. Ví dụ, bạn Lan rất thật thà. Dối trá là một tính xấu, ai cũng xa lánh. Các bạn hãy chọn một từ cùng nghĩa hoặc một từ trái nghĩa để đặt câu vào vở cho hay nhé. Thầy nghĩ các bạn đã đặt được câu rất hay phải không nào? Và bây giờ, thầy trò ta cùng nhau đến với bài tập số 3. Thầy trò ta cùng nhau đọc yêu cầu của đề bài nhé. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ tự trọng? A. Tin vào bản thân mình. B. Quyết định lấy công việc của mình. C. Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình. D. Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác. Bây giờ,
Các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ xem dòng nào là đáp án đúng nhé. Bây giờ các bạn nghe thầy giảng bài để xem đáp án của mình có giống với thầy không nhé. Câu A, tin vào bản thân mình, đó là nghĩa của từ tự tin. Câu B, quyết định lấy công việc của mình, đó là nghĩa của từ tự quyết. Và câu D, đánh giá mình quá cao và coi thường người khác, đó là nghĩa của từ tự kiêu hay còn gọi là tự cao. Vậy, câu C, coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình, đó là nghĩa của từ tự trọng đấy các bạn ạ. Đáp án C là đáp án đúng. Và tự trọng là được coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình. Các bạn biết không, tính trung thực và lòng tự trọng cũng đã được ông cha ta giáo dục cho thế hệ trẻ bằng các câu tục ngữ thành ngữ. Để các bạn biết thêm về các thành ngữ tục ngữ đó, thầy mời các bạn cùng sang bài tập số 4 nào. Các bạn cùng đọc đề bài tập 4 với thầy. Có thể dùng những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây để nói về tính trung thực hoặc về lòng tự trọng? A. Thẳng như ruột ngựa. B. Giấy rách phải giữ lấy lề. C. Thuốc đắng giả tật. D. Cây ngay không sợ chết đứng. E. Đói cho sạch, rách cho thơm. Để các bạn lựa chọn đúng các câu thành ngữ tục ngữ nói về tính trung thực hoặc về lòng tự trọng, thầy sẽ giúp các bạn hiểu nghĩa của các thành ngữ tục ngữ này. Các bạn chú ý quan sát màn hình để thầy giải nghĩa các câu thành ngữ tục ngữ. Câu A, thẳng như ruột ngựa, có ý nghĩa là nói những người có lòng dạ ngay thẳng, thường thì ruột ngựa rất thẳng. Câu B, giấy rách phải giữ lấy lề, có ý nghĩa là dù nghèo đói, khó khăn vẫn phải giữ nề nếp. Câu C, thuốc đắng giả tật, có ý nghĩa là lời góp ý khó nghe nhưng giúp chúng ta sẽ sửa chữa được những khuyết điểm. Câu D, cây ngay không sợ chết đứng, có ý nghĩa là người ngay thẳng sẽ không sợ bị nói xấu. Câu E, đói cho sạch, rách cho thơm, có ý nghĩa là dù đói khổ vẫn phải sống, trong sạch và lương thiện. Qua phần giải nghĩa vừa rồi, các bạn hãy chọn câu thành ngữ tục ngữ để nói về tính trung thực và nói về lòng tự trọng. Các bạn có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Thầy mời các bạn quan sát màn hình để xem thầy sửa bài. Câu A, thẳng như ruột ngựa, là câu nói về tính trung thực. Câu B, giấy rách phải giữ lấy lề, là câu nói về lòng tự trọng. Câu C, thuốc đắng giả tật, là câu nói về tính trung thực. Câu D, cây ngay không sợ chết đứng, là câu nói về tính trung thực. Câu E, đói cho sạch, rách cho thơm, là câu nói về lòng tự trọng. Ngoài các câu thành ngữ, tục ngữ các bạn vừa được tìm hiểu, thầy còn có các câu khác cũng nói về tính trung thực và lòng tự trọng. Để nói về tính trung thực, thầy có các câu ăn ngay nói thẳng, ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành, mất lòng trước, được lòng sau, người gian thì sợ người ngay chẳng sợ đường cày cong queo. Để nói về lòng tự trọng, thầy có các câu danh dự quý hơn tiền bạc, được tiếng còn hơn được miếng, ăn một miếng, tiếng một đời, người chết nết còn. Qua 4 bài tập vừa rồi, thầy nhận thấy các con giỏi lắm. Bây giờ, thầy sẽ tiếp tục cho các bạn biết thêm các từ khác cũng thuộc chủ điểm trung thực, tự trọng. Chúng ta sang bài tập số 5. Thầy mời các bạn cùng đọc đề của bài tập 5. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào ô trống trong đoạn văn sau. Ai cũng khen bạn Minh, lớp trưởng lớp em, là con ngoan trò giỏi. Minh phụ giúp bố mẹ nhiều việc nhà,
nhưng luôn luôn đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ. Chưa bao giờ để ai phiền trách điều gì. Cô chủ nhiệm lớp em thường bảo, Minh là một người học sinh có lòng, ô trống. Là một học sinh giỏi nhất trường, nhưng Minh không, ô trống. Minh giúp đỡ các bạn học kém, rất nhiệt tình và có kết quả, khiến các bạn hay mặc cảm, ô trống. Nhất, cũng dần dần thấy, ô trống. Hơn vì học hành tiến bộ. Khi phê bình, nhắc nhở những bạn mắc khuyết điểm, Minh có cách góp ý rất chân tình, nên không làm bạn nào, ô trống. Lớp 4A chúng em rất, ô trống, về bạn Minh. Từ để chọn, tự tin, tự ti, tự trọng, tự kiêu, tự hào, tự ái. Để các bạn làm được bài tập này, thầy mời các bạn theo dõi màn hình để hiểu nghĩa của các từ, để mình chọn cho phù hợp. Tự tin là tin vào bản thân mình. Tự ti là tự đánh giá mình thấp kém và thiếu tự tin. Tự trọng là coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình. Tự kiêu là tự cho mình hơn người khác và tỏ ra coi thường người khác. Tự hào là lấy làm hài lòng, hãnh diện về cái tốt đẹp mình có. Tự ái là khó chịu khi cảm thấy bị đánh giá thấp hoặc bị coi thường. Sau khi các bạn đã tìm hiểu được nghĩa của các từ để chọn, bây giờ các bạn thử suy nghĩ và làm bài tập 5 cho thầy nhé. Bây giờ thầy sẽ sửa bài tập. Thầy sẽ đọc lại đoạn văn này và thay vào các đáp án đúng. Ai cũng khen bạn Minh, lớp trưởng lớp em là con ngoan trò giỏi. Minh phụ giúp bố mẹ nhiều việc nhà, nhưng luôn luôn đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ. Chưa bao giờ để ai phiền trách điều gì. Cô chủ nhiệm lớp em thường bảo, Minh là một học sinh có lòng tự trọng. Là học sinh giỏi nhất trường, nhưng Minh không tự kiêu. Minh giúp đỡ các bạn học kém rất nhiệt tình và có kết quả, khiến các bạn hay mặc cảm, tự ti nhất, cũng dần dần thấy tự tin hơn vì học hành tiến bộ. Khi phê bình, nhắc nhở những bạn mắc khuyết điểm, Minh có cách góp ý rất chân tình nên không làm bạn nào tự ái. Lớp 4A chúng em rất tự hào về bạn Minh. Như vậy, thầy đã sửa xong bài tập số 5. Các bạn có giống đáp án với thầy không? Các bạn biết đấy, khi có nhiều vốn từ, các bạn sẽ học tiếng Việt một cách dễ dàng. Tiếp theo bài học, thầy sẽ tiếp tục hệ thống cho các bạn để làm giàu vốn từ của mình nhé. Thầy mời các bạn bước sang bài tập 6. Thầy mời các bạn đọc đề bài tập 6. Xếp các từ ghép trong ngoặc đơn thành hai nhóm dựa theo nghĩa của tiếng Trung. Trung bình, trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung thu, trung hậu, trung kiên, trung tâm. Tiếng Trung có hai nhóm nghĩa là trung có nghĩa là ở giữa và trung có nghĩa là một lòng một dạ. Thầy cho các bạn hai ví dụ. Trung có nghĩa là ở giữa, đó là từ trung thu. Trung có nghĩa là một lòng một dạ, đó là từ trung thành. Bây giờ các bạn hoàn thành bài tập 6 này nhé. Các bạn cùng quan sát màn hình để xem thầy sửa bài. Trong từ trung bình, trung có nghĩa là ở giữa. Trong từ trung nghĩa, trung có nghĩa là một lòng một dạ. Trong từ trung thực, trung có nghĩa là một lòng một dạ. Trong từ trung hậu, trung cũng có nghĩa là một lòng một dạ. Và từ trung kiên thì tiếng Trung cũng có nghĩa là một lòng một dạ. Trong từ trung tâm, trung có nghĩa là ở giữa. Vậy các bạn đã quan sát được đáp án đúng không nào? Phần lựa chọn từ ở bài tập 6 vừa rồi đã kết thúc buổi học ngày hôm nay.
bạn. Các bạn hoàn thành phiếu bài tập, xem lại bài đã học, chuẩn bị bài danh từ sách giáo khoa trang 54. Các bạn luôn chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài giảng sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn.